các khái niệm và mô hình mà tôi sẽ cung cấp. Bắt đầu với cái này ở đây ba, tất cả khoảng 2 đến 12 một cái sẽ ở định dạng này. Ừ nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của bạn. Về những gì bạn đã học được trong chương trình cố vấn, tôi không nhắc lại mọi thứ, tôi không đánh vần nó đến chữ cái cuối cùng. Ban đầu tôi muốn làm điều đó. Nhưng chỉ cần nhìn quanh trên Twitter và trên mạng xã hội và YouTube bạn có thể Hiện thấy... nay có rất nhiều người làm nghề dạy học. Đồ của tôi vậy. Liệu họ có đang sử dụng nó không? Dưới vỏ bọc nội dung miễn phí. Hoặc tệ hơn là bạn biết điều gì sẽ đến từ sự hướng dẫn. Ừm tôi có 6 người mới, tôi phải bắt đầu theo dõi. Và nó đã trở thành ha ha. Thực sự làm nản lòng vì vâng, tôi biết điều này sẽ xảy ra ý tôi là mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi sẽ không cung cấp bản pdf trong video nơi họ có thể chỉ bạn biết bắt chước điều đó và kinh doanh bạn biết dạy bạn biết một một mô hình hoặc nhiều hơn thế vì vậy mô hình này sẽ dạy giao dịch theo xu hướng cách tiếp cận công nghệ thông tin hoặc một phương pháp thực hiện việc đó và trọng tâm chính của nó sẽ là tấn công nhóm thanh khoản hàng ngày được rồi vậy đó sẽ là bản vẽ mà chúng tôi đang sử dụng cho mô hình này và như bạn sẽ thấy với những mô hình còn lại điều đó sẽ được chia sẻ và chúng tôi đang tập trung lại trên một tiêu chí cụ thể như sự biện minh của chúng tôi nếu bạn muốn tìm kiếm một thiết lập và sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm các thành phần thực đi tế đi vào hậu trường điều đó làm cho thiết lập đó khả thi được Vậy hãy tiếp tục. Được rồi, chúng ta đang xem lại mô hình giao dịch swing. Sự thu hút về tính thanh khoản như những gì chúng tôi dự đoán, về mặt lý do giá sẽ sao? di chuyển theo một hướng. Một bên cao hơn hoặc thấp hơn. Nó sẽ dựa trên lực thanh khoản hàng ngày được chứ? Nhưng sân khấu sẽ được chuẩn bị cho điều đó toàn bộ công việc đều ổn bởi vì sẽ có. thanh khoản luôn kéo theo biểu đồ. Nhưng điều kiện cơ bản thiết lập thiết lập. Sân khấu có ổn không? Giai đoạn tiếp theo sẽ là chương trình bảo hiểm rủi ro cho cũi được rồi. Vì vậy chúng tôi đang xem xét cam kết trong 12 tháng qua. Thương nhân báo cáo dữ liệu về thương nhân thương mại. Chỉ nhận được mức cao nhất và mức thấp nhất xét về vị trí dòng của họ. Chia phạm vi đó làm đôi nếu nó ở trên điểm giữa của nó. Chúng ta sẽ xem đó như một quảng cáo tăng giá. Theo chương trình và hoặc nếu nó ở dưới điểm giữa của 12 ngày cuối cùng đó. Phạm vi tháng. chúng ta sẽ giả định rằng đó là mô hình tế bào thương mại. Được thôi nếu chúng ta có sân khấu đó. Và chúng tôi có nhóm thanh khoản hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày. Được rồi, chúng ta sẽ xem đó là thiết lập của chúng ta và mô hình nhập cảnh của chúng tôi để giao dịch. Mô hình này sẽ là điểm vào giao dịch tối ưu. Được rồi bây giờ đây là thứ tôi đang gọi. Bởi vì điều này là do thiếu các điều khoản tốt hơn ở đây. Nó sẽ thực hiện được phương pháp. Nhưng nếu tôi chia sẻ điều này chẳng hạn trên Twitter ừm. Tôi tin chắc rằng điều này sẽ không có ý nghĩa gì nhiều chỉ hoãn khán giả. Hiện nay dành cho một người đã trải qua tất cả. 12 tháng cố vấn và nghiên cứu nội dung. Nếu bạn nhìn vào đây khi tôi giải thích nó, bạn sẽ biết chính xác nơi để đi vào hướng dẫn nội dung và tìm hiểu thêm thông tin về cách. Những thành phần cụ thể đó được khuếch đại bằng cách sử dụng toàn bộ khái niệm này. Bây giờ đây là một ý tưởng mang tính khái niệm được thể hiện dưới dạng đồ họa. Vậy bây giờ đây là toàn nói. bộ mô hình được hiển thị ở dạng hình ảnh nhé. Vì vậy khi bạn nghĩ về mô hình giao dịch này, đây là cách tôi giải thích nó được rồi, đây là cách tôi tiếp thu nó, đây là cách tôi nhìn thấy nó trong đầu, và cách tôi thực hiện hành động giá để săn lùng, bản thân các thiết lập đều ổn, nên dọc theo phía trên bạn có thể thấy đó là co. Chương trình phòng hộ T Và tôi sẽ cho bạn một bản mô tả đồ họa về 12 tháng. Vì vậy theo lời của ngày hôm nay, chúng tôi đang xem xét một thị trường cụ thể. Và đây là những gì chúng ta mức sẽ cao thấy. nhất ở mức thấp nhất thấp nhất của phạm vi. Nếu nó bị hỏng. Mức thấp trước đó trong 12 tháng qua. Thì rõ ràng là chúng tôi mở rộng phạm vi đến điểm thấp nhất được tạo gần đây nhất. Vì vậy điều đó sẽ được thấy trong ví dụ này ở đây vì vậy tôi sẽ ném nó vào phần thưởng thực sự của anh bởi ấy. vì tôi đã không đề cập đến nó quá nhiều trong thời gian hướng dẫn bởi vì mọi người đang đến và đi và tôi không muốn đưa ra nhiều thông tin cho mọi người sẽ chỉ loanh quanh trong một hoặc hai tháng trong giai đoạn nhẹ hơn và rời đi vì vậy khi chúng ta có chương trình phòng ngừa tê được rồi vì vậy chúng tôi đã sửa đổi biểu đồ vị trí nhà giao dịch dòng co như đã được dạy trong chương trình hướng dẫn nếu nó cho thấy quảng cáo đang giảm giá liên quan đến khái niệm đó và biểu đồ hàng ngày cho thấy nhóm thanh khoản cũng không phải mức thấp bằng nhau hoặc tải lý tưởng điều đó sẽ có rất nhiều điểm dừng thanh khoản ở dưới mức đó nếu có tiêu chí đó chúng tôi sẽ săn lùng các điểm giao dịch tối ưu để bán khống nhắm mục tiêu chạy trên các điểm dừng ô đó bây giờ trọng tâm là chúng ta sẽ dự đoán biểu đồ hàng tháng hoặc phạm vi hàng tháng để cung cấp cho chúng tôi mô hình xích đu nhé. Vậy khung thời gian, chúng tôi đang sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch đang diễn ra. Biểu đồ hàng tháng. Vì vậy cây nến được mô tả ở đây. Chúng tôi đang dự đoán sự chuyển động đi xuống của một ngọn nến hàng tháng, trong khi cây nến này cho thấy nó đóng cửa gần mức thấp. Chúng tôi không yêu cầu nó phải đóng cửa ở đó. Chúng tôi chỉ muốn phạm vi mở rộng xuống, cũng nhận thấy rằng ở cuối, và một khởi đầu mới của một tháng mới. Chúng tôi đang sử dụng phạm vi dữ liệu tối Rất đa. Rất nhiều điều đã xảy ra. Đã nói về điều này. Và nó chỉ đơn giản là một thước đo để quay trở lại 20 ngày qua 40 ngày qua, hoặc 60 ngày qua trong, đó là phần giá của 3 tháng qua, hoặc hiệu ứng hàng quý. Nhìn lại một trong những khoảng thời gian đó. Nếu chúng ta thấy một nhóm thanh khoản, đó là đối tượng chúng tôi sẽ nhắm nhiều tới. Nếu tiêu chí này có nôi, chương trình phòng ngừa rủi ro đang có hiệu lực. Vì vậy để tiếp tục. Bây giờ rõ ràng mọi thứ có thể được đảo ngược ở đây. Đây là khái niệm và hình thức đồ họa vừa đảo ngược. Nếu xe tại, chương trình phòng hộ được hiển thị trong 12 tháng qua, quảng cáo là một đám cháy ròng. Và hành động giá trên biểu đồ hàng ngày cho thấy. Mức cao bằng nhau hoặc mức cao trung hạn rất rõ ràng. Theo đó các điểm dừng sẽ được nghỉ ngơi cho nhóm thanh khoản. Chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu đó và chúng ta sẽ nhìn lại từ 20 đến 40 đến 60 ngày kể từ khi bắt đầu tháng mới. Và chúng tôi sắp xếp lại điều đó thành bối cảnh cho thương mại, nhưng một lần nữa khung thời gian chúng tôi đang tập trung vào là chúng tôi đang tìm kiếm cây nến hàng tháng sẽ mở rộng cao hơn. Rõ ràng là trong điều kiện này ở đây. Bạn có thể thấy khi nào dữ liệu CRT cho quảng cáo nếu nó hiển thị họ là người mua dòng. Và các tiêu chí được thực thi với biểu đồ hàng ngày hiển thị nhóm thanh khoản nằm trên mức cao bằng nhau. Hoặc mức cao trung hạn lý tưởng chúng tôi sẽ tìm kiếm điều đó khi chúng tôi thu hút thanh khoản một lần nữa chúng tôi không yêu cầu đến hàng tháng đóng cửa gần cà vạt chúng tôi chỉ muốn phạm vi mở rộng để cho phép chúng tôi có cơ hội tìm thấy một thiết lập để có lợi nhuận được rồi và một lần nữa đây là phạm vi hàng tháng chúng tôi sẽ tìm kiếm thị trường để mở rộng vào những tháng tăng giá đến nhóm thanh khoản từng điểm dừng và hoặc chạy ở mức cao bằng nhau trên biểu đồ hàng ngày và cho phạm vi hàng tháng khi giá giảm. Chúng ta sẽ... đang tìm kiếm một mức giá thấp tương đương trên biểu đồ hàng ngày và nhóm thanh khoản dừng lại ở bên dưới và cũ thấp. Được rồi đây là những gì chúng ta có ở đây. Ví dụ của chúng tôi cho mô hình này sẽ sử dụng đồng đô la Canada à? Thực ra bạn sẽ nhớ điều này vì chúng tôi đã đề cập đến nó trong quá trình phân tích công khai. Thực sự đã làm được điều đó và mọi thứ tờ. đã được chia sẻ ở đó. Bạn vẫn có thể quay lại và nhìn vào nó. Chúng tôi thực sự theo dõi điều này trực tuyến một cách công khai. So với đồng đô la Canada, vì vậy khi chúng ta nhìn vào thị trường ngoại hối, mọi thứ đều phải đảo ngược bởi vì cặp tiền được liên kết với đồng đô la Canada. Chúng tôi giao dịch tất cả các bạn với đồng đô la là đô la đô la Canada, vì vậy mọi thứ chúng ta thấy trong hợp đồng tương lai đang được hiển thị ở đây phải được đảo ngược, bởi vì đó là mối quan hệ nghịch đảo. Khi nó ở cặp 40, nghèo đô la. Được rồi các mũi tên đang mô tả điểm mà chúng tôi đang tập trung vào, để thiết lập. Và tôi đang đưa ra cho bạn danh giới đỏ ở đây, được đánh dấu để cung cấp cho chúng tôi toàn bộ phạm vi, trong 12 tháng qua tại thời điểm mũi tên đó. Được rồi, bạn có thể thấy chúng tôi đang ở dưới điểm giữa, vì vậy quảng cáo đang ở trạng thái bán dòng. So với phạm vi 12 tháng, vì vậy chúng tôi sẽ tìm kiếm một nhóm thanh khoản ở dạng mức thấp bằng nhau hoặc trong hợp đồng tương lai đô la Canada hoặc mức cao tương đương cho cặp đô la đô la Canada. Được rồi, logic đằng sau đây là phạm vi hàng tháng. Khi nó tăng giá, có thể sẽ thấy một động thái thúc đẩy mạnh mẽ tăng cao hơn và bên trong phạm vi hàng tháng hoặc nến đó. Thường có 4 phạm vi hàng tuần hoặc nến chúng ta sẽ tìm kiếm phạm vi trong phạm vi hàng tháng trước khi nến hoàn thành và một phạm vi hàng tháng mới bắt đầu điều đó có nghĩa là chúng tôi muốn một hoặc nhiều 4 tuần để xây dựng phạm vi lợi nhuận hàng tháng bạn có thể xem biểu đồ ở mọi đây mọi nến không? nhỏ xíu ở đây điều đó đang được mô tả bằng các mũi tên đó là tất cả thiết lập này đang tập trung vào cho ví dụ cụ thể này ở đây bây giờ rõ ràng là mọi người đều muốn thấy bước chuyển lớn tắt biểu đồ hàng tháng và ngày. đó là một kiểu thiết lập hoàn toàn khác. Tôi đang cho bạn một mô hình ở đây. Bạn không cần những động thái lớn nhất, được rồi, và bạn sẽ thấy rằng điều này thực sự là rất đủ. Phóng to biểu đồ hàng tuần. Đây là toàn bộ hành động. Điều đó sẽ được ghi lại bằng mô hình này. Trong nhận thức muộn màng là một ví dụ, nhưng một lần nữa mọi thứ đã được đề cập trên Twitter. Và trên biểu đồ hàng ngày đây là động thái mà nó thể hiện. Liên quan đến mẫu và mô hình mà chúng tôi đang dạy ở đây. Và chúng tôi sẽ mở rộng cái này lớn hơn một chút. Những gì chúng tôi đang nhìn thấy là di chuyển đến đó. Bây giờ có lẽ bạn đã tại nói tại sao đây không thể chỉ là một giao dịch ngắn hạn. Hoặc tại sao đây không phải là một shot, một lần giết nó có thể. Và như tôi đã nói trong phần hướng dẫn, nhiều thiết lập đôi khi có thể trồng chéo lên nhau. Nhưng chúng tôi không biết liệu nó có tiếp tục không. Cao hơn hoặc thấp hơn khi chúng ta thực hiện giao dịch. Vì vậy chúng tôi chỉ đang sắp xếp ý tưởng ở đây để cung cấp cho chúng tôi bối cảnh để làm việc trong điều khoản của một mô hình nhất quán. Được rồi, bạn có thể xem ở đây phạm vi dữ liệu cập nhật. Tháng mới bắt đầu từ đây ngày 1 tháng 3 năm 2018. Chúng ta đang nhìn lại 60 ngày nếu dữ liệu nhìn lại đưa chúng ta quay trở lại mức cao tương đương. Và sau đó chúng ta có khoảng thời gian 20 ngày tới, vì vậy chúng tôi đang dự đoán một động thái tiềm năng sẽ hoàn thành và hoặc một thiết lập mới để bắt đầu, 20 ngày kể từ ngày bắt đầu tháng giao dịch. Vào ngày 1 tháng 3. Bạn có thể thấy những mức cao đó là nhóm thanh khoản Bicel. Bây giờ giá đã chạy ban đầu ở đó. Và bắt đầu bán tháo. Nhưng chúng tôi đang xem nó như một sự tiếp nối tiềm năng. Và dự đoán nó sẽ quét sạch thêm một chút nữa, tính thanh khoản đi sâu hơn một chút vào đó. Vì vậy đây sẽ là điểm vào giao dịch tối ưu của chúng ta. Bây giờ hãy chú ý rằng tôi sẽ hiển thị ở đây vào ngày 1 tháng 3. Và bây giờ hãy nghĩ về nó giống như chúng ta dạy các mẫu trong ngày. Nơi chúng tôi có Sidu Juda. Có một loại giống như Sidu Juda giả ở đây. Hàng tháng nhé. Nếu bạn nhìn vào giá mở cửa vào ngày 1 tháng 3. Giá quay trở lại sau đợt tăng đầu tiên chúng tôi không muốn thấy điều hoặc đó hoặc tập trung vào các chuyển động lúc mở đầu tháng hoặc thấp hơn thì được vì vậy khi giá giao dịch xuống dưới giá mở cửa đó tôi biết câu hỏi sẽ là gì giá mở cửa là bao nhiêu ngay khi chúng ta bắt đầu một tháng mới vào đầu phiên châu á ngày giao dịch đầu tiên của tháng đó là giá mở cửa được rồi chúng ta sẽ sử dụng cái đó và nếu bạn muốn trở nên lạ mắt bạn có thể sử dụng giá mở cửa lúc nửa đêm vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng mới Tôi sử dụng cả hai thứ đó. Và tôi sẽ coi đó là tuần giao dịch đầu tiên. Xảy ra. Nhưng giá sau khi thực hiện đợt tăng giá ban đầu cao hơn, giao dịch xuống mục nhập thương mại Antiosterman. Tạo cơ hội mua. Và cũng lưu ý rằng nó tạo ra một dao động thấp ban đầu. Mà bạn có thể thấy tỷ lệ ở mức 70,5 hoặc mức OTE trong FIB, nó giao dịch ngay dưới mức đó một chút và thế là mua được rồi. Đó là của bạn, đó là mẫu, đó là thiết lập bạn đang tìm kiếm. Bây giờ đây là biểu đồ 4 giờ, bạn không cần phải đi bất cứ điều gì thấp hơn thế, nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể tinh chỉnh nó, rõ ràng là nếu bạn muốn dừng lại chặt chẽ hơn ở đây. Bạn biết gì, điểm dừng của bạn cũng sẽ phải là bằng cách sử dụng sự cố vấn và sử dụng mục nhập giao dịch tự động và tất cả ừm. Vị trí dừng lỗ. Tôi sẽ không bao gồm tất cả những điều đó ở đây bởi vì điều đó để làm việc đó. Về cơ bản, tôi đang đưa ra toàn bộ nội dung hướng dẫn trong một video và tôi không làm điều đó cho những người bạn biết chia sẻ thông tin bây giờ không làm mọi chuyện dễ dàng với Hãy họ. Hãy nói như vậy nhưng nếu bạn học, bạn biết những điều trong cố vấn, bạn hoặc bạn biết tìm chúng ở đâu vì tiêu đề chủ đề. Rõ ràng là nó làm cho nó dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi mình tại sao tôi lại sử dụng điểm neo đó cho FIB. Hoặc chúng ta sẽ rớt xuống biểu đồ hàng giờ và bạn sẽ hiểu tại sao. Bạn có thể thấy rõ đó là một mức dao động thấp. Tất cả những gì tôi đã làm là sử dụng quá trình chuyển đổi từ một bốn giờ xuống biểu đồ hàng giờ và bạn có thể thấy sợi đó được phủ ở đây và bạn có thể thấy một cú swing xuống rất rõ ràng vào mục nhập cây tối ưu và bây giờ chúng tôi đang thêm giờ bởi vì đó sẽ là ngày trong tuần vì vậy chúng tôi sẽ không mua nếu chúng tôi mua ổn và chúng tôi đang giao dịch theo xu hướng chúng tôi muốn làm những đang gì? cố gắng mua vào thứ hai thứ ba hoặc thứ tư nếu chúng ta bán khống và chúng ta đang giảm giá chúng ta sẽ làm gì tìm cách bán khống vào thứ hai thứ ba hoặc thứ tư đều được và các khu tư diệt được mở cửa cho cựu sinh viên và hoặc new york mở cửa chủ yếu được rồi vậy bây giờ nếu bạn muốn giảm mức độ rủi ro thì sao bạn không muốn lấy cái đó, mục nhập đó tại mục nhập giao dịch khủng khiếp và phải sử dụng lệnh dừng lỗ. Bạn biết đấy, ở dưới mức 127.40, đó là một điểm dừng khá lớn, điểm dừng lỗ khá lớn. Và một ngày nào đó tâm trí của các nhà giao dịch chắc chắn là những người đồng Họ cơ. Họ sẽ nghĩ nó quá lớn. Tôi không thể làm điều đó nếu bạn thực hiện mục nhập giao dịch tối ưu. Nó ở đây từ chiều thứ hai đó. Và mở rộng nó lên mức cao ban đầu trong ngày. Và thứ ba, ngay trước khi họ có bước tiến lớn và phục hồi. Bạn sẽ thấy đó là một kho bạc tối ưu khác ở đó và bạn có thể sử dụng lệnh dừng lỗ ngay dưới buổi chiều thấp. Hoặc thứ hai của tuần cụ thể đó. Để họ có thể giảm thiểu rủi ro và vẫn có thể coi đây là một đặc điểm xoay sở được chứ? Nên bạn có thể có được một cái lớn hơn nhiều. Có nhiều cho thiết lập cụ thể này. Bây giờ hãy chú ý điều đó trên biểu đồ anler bạn có thể thấy rằng có một nhóm thanh khoản. Với tuần trước ngày 5 tháng 3, thứ 6 và thứ 7 chúng ta có mức cao ngang nhau, đó là những gì chúng tôi đang nhắm mục tiêu, đó là nhóm thanh khoản hàng ngày. Và nó cũng là sự trồng chéo của hai sợi. Để ý chuyện gì xảy ra ở đây, chúng tôi thấy mục tiêu đó có một dòng ở dòng đầu tiên, bịa đặt ở cánh giá lớn hơn. Và một mức FIB khác từ cánh giá ngắn hơn. Bây giờ có lẽ tất cả những hỏi. dòng thừa ở trên đó là gì vậy? Tôi muốn bạn viết điều này vào sổ ghi chú của bạn Tôi được không chứ. cung cấp trên màn hình, vì tôi không muốn mọi người chỉ có quyền truy cập vào bản PDF. Nếu bạn định ăn trộm đồ của tôi và bạn sẽ chia sẻ nó, bạn cũng sẽ phải làm việc vì nó. Vì vậy mức độ tôi có ở đây cho FIB là. Âm 27 68 127, 168 2 thậm chí ổn 2.0 thì 2,27 tất cả đều bằng. Đây đều là số âm và sau đó là âm 26. 8 âm 3 âm 3 dấu thập phân 2. 7 âm 3 dấu thập phân 6. 8 âm âm 0 cộng âm 0 cộng và âm 5.0 nhé. và bạn sẽ thấy những dòng này trên biểu đồ tiền mặt đô la của mình và nhận thấy rằng có một kết nối hoặc sự trồng chéo của hai cấp độ đó. Đó sẽ là mục tiêu của bạn. Bây giờ bạn không hiểu được chuyển động nhỏ cuối cùng đó. Nhưng nó không cần thiết đâu nhé. Và bạn có thể thấy điều gì đã xảy ra ngay sau đó. Nó thực sự rơi ra khỏi giường và quay trở lại mục nhập cây tối ưu ban đầu. Bây giờ rủi ro trong giao dịch hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và đó là cách tôi đang dạy sẽ giải phần còn lại của những khái niệm này bởi vì chúng ta đã nói về quản lý rủi ro chúng ta đã nói về đòn bẩy trong buổi hướng dẫn ừm chúng ta biết điểm dừng nên ở đâu và bây giờ đang nhìn vào mục tiêu 2. vì giao dịch song sinh được rồi vào lần phù hợp thứ hai mục tiêu hai đó sẽ là lần mở rộng quy mô đầu tiên của bạn vì vậy nếu bạn định lấy thứ gì đó ra, bạn lấy cái gì đó ở đó và sau đó bạn sẽ làm điều đó ở mọi thời điểm số tăng dần nói cách khác bạn sẽ lấy một số ở mức khoảng 2,0 đến 2,0 trên FIB. Âm 3.0 trên sợi âm 4.0 trên sợi. Hoặc nếu bạn muốn đi thêm một chút và cố gắng lấy thêm chút nước từ quả chanh, bạn có thể sử dụng ừm. 3.27 đây đều là số âm. Lý do tại sao nó là số âm là vì khi sợi tăng cao hơn, hãy chú ý số thấp nhất là 100 vì vậy khi chúng ta tiến lên cao hơn thì số lượng chúng dạ, vì vậy dạ. một khi chúng ta đạt đến dòng trên cùng đó là đường số không và vừa vặn vì vậy bất cứ điều gì cao hơn phải là số âm nên bạn có thể làm như âm 2,27 và sau đó nếu nó chuyển sang âm 3,27 bạn có thể lấy thứ gì đó ra khỏi đó tất cả đều có thể tùy chỉnh bạn có thể tự mình làm tất cả những việc nhưng đó. cá nhân tôi ừm bạn không muốn chỉ hiểu nó ở mức độ hư cấu bạn muốn cởi chúng ra khi có cơn say cũ được không Ừ, mục tiêu đầu tiên là ở sợi thứ hai đó chỉ là một. Bạn biết đấy, hãy cởi bỏ thứ gì đó để bạn tự biết cái cho bánh quy mình. đó. Bạn biết phần thưởng sẽ khiến người kích hoạt cảm thấy dễ chịu. Vì vậy, theo cách đó, nếu giao dịch phù hợp, ít nhất bạn đã loại bỏ được điều gì đó và có nó. được một cân thịt. Nhưng hãy để ý xem làm thế nào. Nếu bạn bắt đầu nhìn vào tất cả các chi tiết, bắt đầu mở rộng, vượt qua mức Fibonacci thứ hai của mục tiêu, để bắt đầu xem xét sự dao động giá ở bên trái ngay trước khi chúng ta vượt qua những mức cao tại các điểm dừng nếu phù hợp, trùng lập với mức tăng trên các mức cao ngắn hạn đó như bạn có thể thấy ngay tại đây cái này được đấy trên mức cao này chúng ta có sự phù hợp này vì vậy chúng ta có thể coi đó là một khu vực mở rộng quy mô cởi cái gì đó ra và rõ ràng là cởi nó cái ở gì ngay đó đây ra. ngay mức đó và sau đó tìm sự kết hợp của 2 phần 5. pha trộn với nhau và bạn sẽ có một thiết lập thực sự đẹp mắt và cũng là sự trồng chéo của thể chế 1, ba mươi ngay tại đây vậy đây sẽ là cái này cho hành động giá Mô hình số 3 mọi thứ đều bị đảo ngược để bán khống. Nghiên cứu nó mọi thứ đều có trong sự hướng dẫn. Tôi không dạy điều gì mới ở đây ngoại trừ điều này. Sự mở rộng của sợi. Một lần nữa tất cả các cấp độ đều tiêu cực. Vì vậy nó là dấu âm hoặc dấu gạch ngang hoặc dấu gạch nối. Rồi bạn nhập số nhé. Được rồi mọi Chào người. Chào mừng trở lại được rồi. Vì Chúng thế... tôi đang cập nhật mô hình số 3 cho giao dịch xoay vòng. và đó là ngày 19 tháng 4 năm 2019, lễ vượt qua vui vẻ. Vì vậy một lần nữa mô hình này đặc biệt xử lý. Giao dịch xoay vòng. Đó là phong cách trung hạn đến phong cách ngắn hạn. Tôi sẽ không thử lại mọi thứ đã được đề cập. Trong video này ở đây các bạn rõ ràng có thể, và bạn nên xem lại nó. Trước khi xem video này, nếu không nó sẽ có cảm giác bị phân mảnh, bởi vì đã được một thời gian rồi, kể từ khi chúng tôi xem lại mô hình này trọng tâm của nó chủ yếu là vào, và đây là lý do tại sao tôi làm dàn ý như thế này, bởi vì nó sẽ cho phép tôi quay trở lại mỗi lần chúng tôi làm một video mới. Vậy là một lần nữa các mô hình dành cho những người không có khả năng hoặc khả năng giao dịch trong ngày, hoặc giao dịch lướt sóng trong ngày ngắn hạn và cần mạnh mẽ hơn một chút về mặt chuyển động. Vì những hạn chế về thời gian của họ, hoặc những hạn chế về tính cách của họ, không cho phép chúng là một thứ rất nhỏ. Nhà giao dịch ngắn hạn để tìm kiếm những động thái lớn hơn. Chủ yếu nhìn vào biểu đồ hàng ngày. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể sử dụng InJD. Các thành phần và khái niệm để giúp giảm thiểu rủi ro. Vì đó chính xác là điều bạn nên làm, không cần thiết không cần thiết, nhưng nó giúp. Và đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra 12 bởi vì tất cả nào. họ sẽ khen ngợi. Bạn sẽ thấy điều này ở cuối bài thuyết trình. Khi tôi làm xong khi tôi nói đồng ý, chúng ta đã nói xong về những mô hình này. Và bất cứ hướng nào khác mà tôi thực hiện để cố vấn, sau đó ừm. Bạn sẽ rất dễ dàng thấy được nội tâm của họ như thế nào. Khóa và kết nối với nhau. Chúng chồng lên nhau rất đẹp, đó là điều gì mang lại cho tôi khả năng đi vào bất kỳ khung thời gian nào và phải thừa nhận là giao dịch bây giờ. Tôi không thích thực hiện giao dịch swing dài hạn hoặc bất kỳ kỳ hạn nào. Nó không phù hợp với tính cách của tôi điều đó không có nghĩa là tôi không thể chỉ chúng cho bạn để bạn có thể chú ý đến họ chỉ có nghĩa là cá nhân tôi không thực sự tham gia vào chúng bởi vì suy nghĩ của tôi có thể thay đổi bất chợt và tôi có khoảng chú ý rất ngắn hạn kiểu đó nên tôi thích ở nơi tôi có thể thể hiện tốt nhất và các bạn có thể thấy điều đó trên thuyết tôi tử. là kẻ phản bội trong ngày tốt nhất với khung thời gian cao hơn ngắn hạn một phát một giết trong phạm vi hàng tuần. Vậy mô hình này, chúng tôi muốn xem bất kỳ cặp nào cũng không tạo nên sự khác biệt, bất kỳ thị trường nào. Nó có thể là vùng giết chóc ở London hoặc New York. Và mục tiêu giao dịch sẽ là 100 đến 300 pip. Trung bình. Đôi khi nó có thể nhiều hơn thế, nếu có nhiều thứ đằng sau nó, như cấu trúc thị trường có xu hướng theo mùa. Nếu là hàng hóa thì đó có thể là thị trường cao cấp nơi mọi thứ đều lùi lại xét về số tháng giao hàng bây giờ nó đắt hơn trong những tháng gần đây hơn là những tháng tiếp theo vì thế tần suất giao dịch nói chung sẽ là một đến hai lần mỗi tháng và lý do tại sao lại như vậy bởi vì chúng tôi đang tập trung vào như việc bảo tồn bài học ban đầu đã được vạch ra chúng tôi đang tìm kiếm ngọn nến hàng tháng đó để mở rộng cao hơn hay thấp hơn đều được. Vì vậy, nếu chúng ta có tiên lượng đằng sau việc phân tích, cho thấy rằng chúng ta có thể sẽ di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào cấu trúc thị trường về mặt kỹ thuật vào thời điểm đó. Bởi vì mọi thứ đều liên quan đến điều đó. Nếu chúng ta biết rằng công cụ của chúng ta và các khái niệm của và chúng phân tôi, tích của chúng tôi đang dẫn đến khả năng cao rằng một động thái kéo dài sẽ thấy giá tăng. Cao hơn hoặc thấp hơn so với biểu đồ hàng tháng. Về cơ bản chúng tôi đang dự đoán nến hàng tháng. Sự tăng giá hoặc giảm giá. Bây giờ vì cây nến hàng tháng đó, nó thường bao gồm 4 tuần. Vì thế, nếu chúng ta nắm bắt được một tuần của tháng đó, với giao dịch swing thành công, và nó không quan trọng, nếu cây nến hàng tháng đó đóng cửa gần mức cao nhất. Hoặc tăng giá. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta đang giao dịch bên trong dòng lệnh. Và khi sự mở rộng xảy ra, nó đang tìm kiếm thanh khoản bên trên thị trường. Hoặc nó đang tìm kiếm tính thanh khoản của tế bào dưới chợ. Và tất cả những gì chúng tôi đang cố gắng làm là tận dụng điều sự đó. Sự thay đổi về giá so với phạm vi hàng tháng vì thế đừng nghĩ thế. chúng ta phải có kết thúc hàng tháng có lợi cho chúng ta nhiều lần phân tích của tôi đã diễn ra rất tốt đến việc mua định hướng cho giao dịch nhưng đôi khi nến hàng tháng xa ngược và không có gì sai với điều đó bởi vì cơ sở của những gì chúng tôi đang giao dịch là tính thanh khoản hoặc thu hút thanh khoản trên hoặc dưới thị trường vì vậy khi chúng ta nghĩ đến những điều này để xây dựng một mô hình xây dựng thành kiến. Nó xây dựng một thiết lập khung. Tất cả đều dựa trên sự mở rộng hàng tháng đó. Cao hơn hay thấp hơn đều được. Vì vậy giao dịch swing luôn yêu cầu điều đó. Đó là mẫu số chung. Đó là nền tảng nếu bạn muốn. Để giao dịch theo xu hướng vững chắc bạn không thấy điều đó trong sách vở. Bạn không nhận được điều đó từ người khác đang cố gắng dạy giao dịch theo Bởi xu hướng. Bởi vì họ chỉ vào đó để tìm kiếm đồ vật. Bạn biết ở biểu đồ hàng ngày hiện tại hoặc ít hơn. Và điều đó không, điều đó không tốt cho xác suất cao. Các bạn thấy đấy, tôi không mất nhiều lắm và đâu. nó dựa trên việc thiết lập khung. Điều đó có thể coi là chúng có xác suất cao, vì vậy để giao dịch swing bạn phải có. Hướng cơ bản của cây nến hàng tháng đó. Đó là hình thức tiếp theo, đó chắc chắn là điều nhảm nhí Paris trong phân tích của bạn và nếu không. Và bạn không thể xác định rõ ràng xu hướng định hướng nào đó là vì cây nến hàng tháng đó, điều đó sẽ hình thành tiếp theo. Thì bạn không có tình trạng có khả năng cao. Vì vậy bạn cần phải rời khỏi mô hình đó và đi xuống khung thời gian thấp hơn hoặc mô hình giao dịch ngắn hạn. Nhưng một lần nữa điều đó nằm ngoài phạm vi. Nhưng tôi chỉ muốn đặt nó bởi vì vậy, bạn có thể đưa nó vào ghi chú của mình. Chúng ta sẽ nói về điều đó khi chúng ta đi vào các mô hình khác. Và một lần nữa, nó không tập trung vào bất kỳ ngày cụ thể nào trong tuần. Vì vậy nó rất linh hoạt, nó cho phép rất linh hoạt vậy nên chúng ta sẽ chuyển sang đồng đô la canada nhé vì vậy chúng ta đang xem xét đồng đô la canada bây giờ đây là thị trường tương lai được rồi vì vậy khi chúng ta nhìn vào thị trường tương lai chúng ta phải nhớ nếu chúng ta đang giao dịch ngoại hối và tôi sẽ trình bày điều này trên cả hai cả hai mặt của đồng tiền ở đây nếu chúng ta là nhà giao dịch hợp đồng tương lai thì được thôi chúng tôi đang giao dịch trên giấy hoặc giao dịch demo thị trường tương lai đô la canada Nếu chúng ta đang tìm kiếm giá giảm. Về hợp đồng tương lai của đồng đô la Canada. Đó sẽ là hướng ngược lại. Với những gì chúng ta mong đợi sẽ xảy trong ra trong cặp đô la đô la Canada, bởi vì đồng tiền đầu tiên trong cặp đô la đô la Canada là đồng đô la vì vậy khi nó tăng lên. Đó là điều tương tự như nói rằng đồng đô la Canada, thị trường tương lai đang đi xuống. Và ngược lại được nhé, vì vậy chỉ cần đảm bảo rằng bạn biết điều đó và nó không làm bạn bối rối. Các. Dòng ở dưới đây được rồi. Là quảng cáo. Và những gì tôi đã làm là loại bỏ tất cả những điều nhỏ nhặt khác. Thông số kỹ thuật và số tiền lớn. Và chúng tôi chỉ tập trung vào quảng cáo thôi. Và bạn có thể làm điều đó trên biểu đồ thanh, nếu bạn sử dụng biểu đồ kỹ thuật. Và tôi sẽ cho bạn biết đường liên kết đó là gì không phải là tôi sẽ thử nói sai, xin lỗi biểu đồ tương tác, thông thường tôi sẽ cho bạn xem biểu đồ kỹ thuật. Nhưng nếu bạn muốn loại bỏ những kẻ đầu cơ lớn và những nhà đầu cơ nhỏ và chỉ hiển thị quảng cáo, bạn chỉ có thể đi vào nghiên cứu. Đây. Và tôi đã thay đổi nhãn cầu nhỏ. Vì vậy nó có một dòng nhỏ trong và nó. chỉ có quảng cáo mới chiếu nhãn cầu nếu bạn chỉ muốn một đốm lớn xuất hiện bạn sẽ làm điều đó được thôi nhưng tôi sẽ không làm điều đó đó là những gì chúng ta có ở đây chúng tôi đang áp dụng điều đó và những gì chúng tôi có thị trường đang hiển thị rõ ràng là sẵn sàng muốn giảm xuống và nếu chúng ta nhìn vào giá cả đã hoạt động thấp hơn ở đây qua đây được rồi vì vậy nếu chúng ta chỉ nhìn vào chính dòng đó từ một cái nhìn truyền thống hoặc quan điểm về quản trị viên đường cơ sở bằng không điều này có vẻ tăng giá được rồi đây là điều luôn khiến mọi người nhầm lẫn với co thật là bực bội khi bạn nghĩ đây là cái gì đó là nếu chúng ta nhìn vào những gì họ đang nói liên quan đến biểu đồ này ở đây hoặc dưới dạng dữ liệu của người cam kết. Phân tích đã được Larry Williams dạy trong cuốn sách của ông. Bao nhiêu triệu đô la giao dịch hàng hóa năm ngoái cuốn sách kinh điển, bạn cần có nó trong thư nếu bạn của không có nó. Anh ấy đã nói về việc đây là khuôn khổ cơ bản như thế nào. Và đôi khi điều đó đúng và hầu hết là không. Vì thế, những gì chúng tôi làm cho mô hình số 3 này, chúng ta sử dụng chương trình phòng ngừa rủi ro được chứ, đó là chúng tôi đã thực hiện trong 6 tháng qua. 12 tháng qua, 2 năm qua hoặc 4 năm qua. Phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang xem, nhưng bởi vì đó là giao dịch swing. Bạn có thể làm điều này trong 6 tháng qua, nhưng chúng tôi đang tuân theo các quy tắc của mô hình. Số 3 trong bản trình bày ban đầu, 12 tháng qua. Vì vậy nếu chúng ta nhìn vào khoảng thời gian tháng 11, vào mùa thu của mùa hè, chúng ta quay lại khoảng một năm tròn cái nào ở đây và chúng tôi nhận được kết quả thấp nhất về quảng cáo ở mức đọc cao nhất và chúng ta chia nó làm đôi nhé đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm và khi chúng tôi làm điều đó nó mang lại cho chúng tôi một phạm vi và phạm vi đó sẽ xác định có hay không chúng tôi thực sự ở trên hoặc ở dưới dựa trên số lượng mua tối đa hàng năm của họ và bán hoặc phòng ngừa rủi ro tối đa ở cả hai thái cực khi chúng ta có phạm vi đó chúng ta sẽ chia nó làm đôi nhé vì vậy khi chúng tôi làm điều đó nó mang lại cho chúng tôi một sự thật mô tả rõ ràng về những gì cơ bản về mặt nhảm nhí hoặc giảm giá của họ bởi vì nó cho chúng ta một danh giới của những gì điểm phòng ngừa rủi ro cao nhất của họ. dài và cao tôi xin lỗi điểm thấp nhất của phòng ngừa rủi ro bán họ luôn mua bán cả ngày mỗi ngày nhưng phần lớn hoặc vị trí dòng của họ là những gì chúng tôi đang theo dõi. Vì vậy, việc tôi làm là nhìn vào phạm vi và điều này rõ ràng giống như đã được đề cập trong phần hướng Nó hoàn toàn độc đáo đối với tôi và điều nó giúp tôi làm là xác định chúng ta đang ở đâu. Trong những thái cực thực sự quan điểm này, tôi bị thuyết phục vì mọi người đã bắt đầu làm việc đó. Dữ liệu bị sai lệch. Vì vậy, bằng cách loại bỏ quan điểm nhìn như thế này dù nó ở trên hay dưới đường số 0, tôi tạo dòng số 0 của riêng mình. Bằng cách lấy phạm vi cao nhất trong phạm vi thấp nhất của quảng cáo, vị thế đó và tôi coi nó như một sự bán quá mức. Sau đó tôi chia nó làm đôi phạm vi đó, nếu chúng ta ở trên hoặc dưới đường số 0 mới đó. Ít nhất nó cho chúng ta một sự rõ ràng, cho tôi một ý tưởng rõ ràng. Liệu tôi nên theo phe bò hay phe gấu trên thị trường đó? Vì vậy một khi bạn làm điều đó bạn sẽ kết thúc với điều này. Bây giờ bạn thấy tôi làm điều này trong buổi hướng dẫn, tôi sẽ làm điều này một lần nữa, bởi vì nếu không thì video này sẽ thành công, còn lâu lắm và tôi không muốn đi quá xa. Lâu quá nên đây là biểu đồ. Tất cả những gì tôi làm là sao chép nó và thả nó vào sơn được rồi. Và hầu hết các máy tính đều có ứng dụng này, đây là một ứng dụng nhỏ miễn phí. Nó nằm bên trong. Và điều tôi làm là lấy hình chữ nhật ở đây. Và tôi vẽ nó lên trên điểm cao nhất. Ở điểm thấp nhất ngay tại đây rồi tôi bật xem ở đây. Và tôi đặt thước kẻ và các đường lưới lên. Và nó giúp tôi nhìn thấy những chiếc hộp sẽ đại diện cho phạm vi cao nhất và thấp nhất, và tôi chỉ cần phóng to và đếm số hộp. Và sau đó, một khi tôi xác định được nó có bao nhiêu hộp, tôi chỉ chia nó làm đôi. Và tôi đếm ngược từ trên xuống, hoặc đếm từ dưới lên nhìn nó. Con số đó sẽ là một nửa phạm vi, và sau đó tôi sẽ vẽ một đường ngang qua đó và nó mang lại cho tôi một đường cơ sở số. Bây giờ hãy không chú ý rằng cái của tôi ở trên đây. Được rồi đây là đường cơ sở số không của tôi. Cao hơn vạch không. Dựa trên quan điểm truyền thống của các nhà quản trị. Biểu đồ vị trí dòng. Vậy với thông tin này, sau đó tôi sẽ quay lại và tô màu cho bạn. Tôi không cần phải làm việc này một cách cá nhân, nhưng tôi làm điều đó cho bạn. Tôi đi vào và lấy cái xô nhỏ màu hồng ở đây. Và tôi tô màu. Nhưng tất cả các đường thương mại nằm dưới đường số 0. Khi nó trở lại phía trên, mình tô màu xanh lá cây và khi ở dưới nó là màu đỏ nhé. Và đó là những gì tôi đang thấy, khi tôi chỉ nhìn vào biểu đồ này. Khi tôi nhìn vào đó, tôi đã biết rồi, tôi có thể thô nó một cách trực quan, nơi trung điểm nằm trên phạm vi. Đây là điều cuối cùng bạn thấy. tất cả khoảng thời gian này ở đây phòng ngừa rủi ro của họ rất dài theo quan điểm phân tích truyền thống sử dụng comi metrators nhưng nó thực sự dài dựa trên chương trình phòng ngừa rủi ro mà tôi đã sử dụng ở đây bằng cách diễn giải dữ liệu hơi khác một chút nên tôi tin chắc rằng thực sự có không có cách nào để họ làm trừ khi việc họ này. thực sự bắt đầu trì hoãn việc ngủ chung giường thông tin và nếu họ làm điều đó điều đó chỉ có nghĩa là chúng sẽ có nhiều sai lệch hơn xét về lượng sở hữu dòng của họ mỗi lần có bản cập nhật vậy nó thực sự là không phải nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì nó thực sự sẽ khiến mọi chuyện thậm chí còn tốt hơn với bởi tôi. vì tôi sẽ gặp anh ấy sớm hơn rất nhiều với cái này đó là một cách tiếp cận lâu dài để sử dụng trích dẫn dữ liệu cơ bản nên chúng ở đây rất lâu được rồi bạn có thể thấy tất cả các cơ hội mua hàng diễn ra Khối ngắn hơn, nó rút lui trở lại và tăng cao hơn được rồi. Chúng ta có khối tăng ngắn hơn ở đây, giá giao dịch xuống mức đó. Có một khoảng thời gian dài rồi sẽ cất cánh được thôi. Nhưng nhìn này, những gì chúng tôi có ở đây từ tháng 10 đến tháng 12. Chúng tôi có quảng cáo trong chương trình phòng ngừa rủi ro, phiên bản IST giảm giá. Và điều đó được phản ánh với chuyển động ở phía dưới đây. Và phải đến khi chúng ta đạt đến mức giá này. Vào khoảng tuần cuối cùng của tháng 12. Nơi chúng ta sẽ bắt đầu thấy quảng cáo kéo dài. Vậy bây giờ hai trại này. Dù chúng giảm hay tăng đều đang thay đổi. Có một sự thay đổi trong thủy triều. Nếu bạn muốn hoặc các nguyên tắc cơ bản, bây giờ điều đó không có nghĩa là đã đến lúc kéo dài, đô la Canada hoặc mèo đô la ngắn, nó chỉ có nghĩa là bây giờ họ bắt đầu có mức độ mua hàng lớn hơn. Họ đang phòng ngừa rủi ro. Đó không phải là một bước ngoặt được chứ, nhưng những gì chúng ta thấy ở đây, trong suốt thời gian này từ tháng 10 đến tháng 12. Mỗi khi giá tăng lên đến mức đóng cửa, có thể chặn lệnh đó được có cơ hội bán khống đẹp mắt. Thị trường phục hồi trở lại khối lệnh của gấu, bán lại đẹp nữa. Đây là biểu đồ hàng ngày nên đây là tất cả các giao dịch xoay vòng. Đây là một cây nến tăng giá ở đây. ra khối đặt lệnh của Bell tăng trở lại ngay sau đó. Bùng nổ với quảng cáo ngắn hạn nhưng bạn không thấy điều bởi đó bởi vì họ ở trên hãng hàng không này liên quan đến quan điểm bán lẻ nhìn vào nó họ sẽ không coi những người cam kết là những con gấu ở đó chúng tôi ổn và với điều đó trong quy trình đặt hàng của họ và tổ chức bạn có hai điều mạnh mẽ nhất trong tiết mục của tôi làm việc cho bạn chúng tôi đã dự đoán đồng đô la canada sẽ yếu đi quay lại và xem tất cả các bạn video. sẽ thấy tất cả những thứ đó nếu chúng ta là nhà kinh doanh hàng hóa. Được thôi, nếu chúng ta đang giao dịch trên giấy nếu bạn muốn, có một vài điều ở đây bạn có thể làm. Và đây là những gì bạn sẽ làm Khi trong luyện tập. Ngay, bạn có thể sử dụng khối lệnh nhé. Sử dụng khối đặt hàng và mua quyền chọn bán. Hoặc không thực sự mua nó nhưng giấy trao đổi giá. Khi giá tăng lên vào khối lệnh đó về cơ bản đó là 76 50 cấp 77. Bạn có thể thực hiện cú đánh 77. Và khi giá tăng lên vào khối lệnh đó. Đây, hoặc khi nó đang hồi phục trở lại khối lệnh đây. Bạn có thể nhìn vào số 77, bạn có thể nhìn vào số 76. Được rồi và Và họ sẽ có cơ hội cho bạn giao dịch trên giấy tờ. Tùy chọn hoặc bạn có thể chỉ đơn giản là giao dịch trên giấy hoặc giao dịch để sự thiếu hụt hoàn toàn của đồng đô la Canada. Thị trường tương lai Chúng ta sẽ tập trung vào tháng 10 đến tháng 12. Cho thị trường ngoại hối, điều đó có nghĩa là khi đồng đô la Canada cho chương trình phòng ngừa rủi ro thương mại. Sử dụng dữ liệu C ung thư tại đây, khi chúng ta có sự giảm giá này ở đây, điều đó sẽ ngược lại. Đối với cặp đô la đô la Canada, nó sẽ tăng giá. Vì vậy hãy nhớ từ tháng 10 đến tháng 12. Đó là con mèo đô la tăng giá. Bởi vì hợp đồng tương lai Canada đang giảm giá được rồi. Với điều đó đã chúng nói. ta sẽ chuyển sang con mèo đô la. Và tôi sẽ bắt đầu với biểu đồ hàng tháng ở đây. Chúng tôi đã đóng nến ở đây. Đó là một khối lệnh tăng. Chúng ta có một thân nến nhỏ ở đây với bắc. Cái đó đi vào về cơ bản là cân bằng lại sự mất cân bằng khối lượng này nội dung đó hoạt động trên biểu đồ hàng tháng xin chào sự mất cân bằng ở đây khối lượng và sự cân bằng không có thân nến ở đó chỉ là một cái bắc và nó chỉ đi lên với ngọn nến này ở đây và đi xuống tái cân bằng vậy nên cần có hai tấm vé để vào đây và điền vào đó ở đây nó làm như vậy được rồi sự trở lại tuyệt vời của một khối đơn hàng ở đó thế là đủ rồi sự mất cân bằng này khoảng cách giá trị hợp lý hoặc vô đó ý. là lý do khiến khả năng chặn đơn hàng cao. Nếu không nó chỉ là một ngọn nến đóng cửa. Chúng tôi có khối đặt hàng bắt đầu bằng cả hai nến đóng cửa liên tiếp. Khi chúng ta giao dịch trên nó. Cây nến này ở đây khi chúng ta giao dịch ở trên nó, bây giờ chúng tôi có một lệnh chặn hoặc hợp lệ cho cấp độ này tại đây. Nếu không thì cho đến khi chúng ta vượt qua điều này một cách có ý nghĩa nó không có ý nghĩa ở đây bởi vì chúng ta có bốc và chúng ta đóng phần thân ở đây điều đó có nghĩa là chúng ta phải dành thêm một chút thời gian bên trong khối lệnh chuyện gì sẽ xảy ra nó sẽ diễn ra ngay dưới đây trong có xu hướng mất cân bằng âm lượng này nhé nên chúng ta sẽ không nói về chuyện đó tôi chỉ đứng ở đây để nhận thêm tín dụng và không tính thêm phí nhưng chúng tôi có khối đơn hàng được mở rộng ở đây ngay tại đây khi giá đang giao dịch giảm trong cây nến này khi ngọn nến đó đóng lại vào ngày hôm đó Ngày giao dịch cuối cùng của tháng đó nhé. Của ngày 2 tháng 9 năm 2018. Bạn đi vào nó với sự mong đợi vào tháng 10. Bây giờ chúng ta sẽ dự đoán nến sẽ tăng trở lại. Đây là những ngọn nến hàng tháng. Vì vậy chúng tôi đang dự đoán một cây Hoặc nến mở rộng hàng. phạm vi theo chiều hướng tăng, bắt đầu từ tháng 10 nhé. Như vậy đã nói lên điều chúng ta đang hướng tới. À Chúng ta có cái cao cũ này ngay đây và chúng ta cũng có những mức cao tương đối cũ này. Đây chính là mức thanh khoản mà chúng tôi đang thu hút ở mức cao này, nên chúng ta biết rằng nếu đây là biểu đồ hàng tháng, mức độ này ngay tại đây có thể là một cái gì đó khác trên biểu đồ hàng tuần. Hoặc nó có thể là một cái gì đó trên biểu đồ hàng ngày của có ý nghĩa lớn hơn và bằng cách đó. Ý tôi là mức cao bằng nhau, giống như phần trình bày mô hình số 3 ban đầu được mô tả. Vì vậy ở khu vực này có bóng mờ. Cái này sẽ đại diện cho tháng 10 đến tháng 12. Kẻ phản bội cam kết tăng giá một lần nữa. So với cái này thì ở đây nó ngược lại thôi. Chúng ta chỉ đang đảo ngược toàn bộ quan điểm đó thôi. Tôi đang thả xuống biểu đồ hàng tuần ở đây và bây giờ bạn có thể thấy ngay cả cái cuối cùng đã ngọn nên kéo dài theo thời gian, viên đạn đẹp khối ngắn hơn chúng ngay đó nhé. tất cả những gì chúng ta cần là hướng mở rộng hàng tháng mỗi tuần chúng ta có khả năng chụp một phát giết một người theo hướng đó hoặc chúng ta sẽ đồng bộ với động thái thị trường này và chúng tôi giữ nó trong vài tuần bây giờ ở mức cao trên bảng xếp hạng hàng tháng hãy nhìn xem nó sẽ trở thành như thế nào ở mức cao bằng nhau hàng tuần hãy xem điều đó bây giờ điều này vừa xảy ra hình thức trong chính thị trường mà chúng ta đã nói đến trong bài trình bày gốc nhưng bây giờ chúng ta đang nhìn vào những điều ngược lại hồi đó chúng tôi đã giảm giá chúng tôi đang xem xét khả năng tăng giá một con mèo đô la vì vậy nếu chúng ta nhìn vào những mức cao bằng nhau này đó sẽ là một sự thu hút về tính thanh khoản giao dịch thành khối lệnh hàng tuần Chúng tôi mong đợi khối đơn đặt hàng hàng tháng sẽ để gửi giá cao hơn nên nếu đúng như vậy. Và đây là lúc chúng ta mong đợi điều đó ừm. C0T dữ liệu trong suốt thời kỳ này. C0T từ góc độ phòng ngừa rủi ro mà tôi đã dạy bạn và vừa cho bạn xem lại biểu đồ này ở đây. Tất cả đều giảm giá trong hợp đồng tương lai. Nhưng ở đây nó đang tăng giá, được chứ? Nói cách khác nó trông như thế này. Nếu chúng ta đóng khung nó bằng những đường thẳng đứng đây là khoảng thời gian mà. Biểu đồ cũi tương tự ở đây là gấu. Bằng đô la Canada. Ở đây toàn là nhảm ý và nhìn vào sự giao hàng đẹp đẽ của giá cả. Bây giờ nếu điều đó không làm bạn phấn khích thì được thôi. Điều đó không làm bạn phấn khích đến thế. Tìm hiểu điều gì khiến các thị trường này chuyển động như thế này. Bạn không thấy thứ này trong sách bán lẻ đâu bạn ạ. À? Bạn không làm điều đó Larry Williams sẽ không làm được điều Được rồi này. tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ là anh ấy không làm việc Không này. có ai làm việc này ngoài ICT bấm vào vậy. Tôi muốn bạn thực sự đánh giá cao nó bởi vì số lượng chi tiết và sự tự tin mà nó mang lại cho bạn. Biết nó thật phi thường. Nó thực sự là một hiện tượng và nếu bạn tin tưởng nó, bạn sẽ, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể thực hiện các giao dịch xoay vòng dễ dàng hơn nhiều vì bạn đang nghiên cứu dữ liệu quá khứ. Và như một loại ghi chú nội bộ vào ngày mai sẽ là thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2 2019. Bài học giảng dạy sẽ là cách thực hiện lại bài kiểm tra và cách xây dựng. A. À, một bộ sưu tập dữ liệu, để bằng cách đó bạn có thể bắt đầu xây dựng sự tự tin xung Điều quanh. bạn đang cố gắng làm trong biểu đồ. Vì nhiều bạn có rất nhiều lý thuyết bạn hiểu, mà bạn quen thuộc nếu bạn nghe tôi nói về nó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bạn làm xa? gì với thông tin này, bắt đầu xây dựng một số buổi thực hành. Nơi bạn không cần tôi bảo bạn làm mỗi tuần, đây là một bộ đây là một thử thách cụ thể. Bạn sẽ biết mỗi ngày bạn nên làm gì và cách thu thập dữ liệu đó và nó hữu ích như thế nào phải không? Vì vậy chúng ta có nến đóng cửa ở đây. Đó là khối lệnh tăng giá của chúng tôi hoạt động tốt hàng tuần. Để tôi đặt cây nến này vào đây. Hãy xem cây nến đóng cửa này ở ngay trước những cây nến này. Mức cao bằng nhau nên vâng, lẽ ra chúng ta có thể mua ngay trên ngọn nến này ở đây. Và thực ra tôi đã có cái này trên một biểu đồ khác rồi. Đây là một đô la Mỹ CAG, thị trường giao dịch xuống khối đặt hàng ở đây. Bây giờ là đầu tháng 10. Bây giờ tôi sẽ lấy nó ra để bạn không bị tắt tiếng. Vì vậy khi giá di chuyển đi, chúng ta đi vào khối đặt hàng ở đây. Đó là cơ hội để trở thành người mua. Chúng ta có thể xây dựng theo điểm truy cập ở đây là gì. Mục tiêu của nó là gì? Chúng ta đang tìm kiếm cái à, gì? Chúng ta có hai cây nến ở đây hàng tuần. Đây là mục tiêu ban đầu. Tại sao? Bởi vì đây là những mức cao bằng nhau. Nến đóng này là nến đóng. Mức cao tương đối bằng nhau của chúng. Khi chúng tôi xuống Delia để rõ ràng hơn. Nhưng chúng ta vẫn có những mức cao tương đương ở đây được chứ? Vì vậy bạn sẽ cần phải xem video. Tôi này, đang đi đi này. lại lại giữa nhiều khung thời gian. Nhưng tôi đã cảnh báo bạn ừ. rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn một chút và nó sẽ khó khăn hơn cho bạn. Bạn chỉ xem một video một lần và nghĩ rằng không đó là bạn sẽ phải. Bạn phải nhìn ngẫm những bài học này bởi vì nó còn nhiều thứ liên quan nữa, được chứ? Bạn phải so sánh những thứ tương phản. Và đó là lý do tại sao việc này trong là đồ quan của riêng của bạn. Nhưng chúng tôi có một khu vực ở đây có độ cao tương đối bằng và nhau. Và đây rõ ràng là mức cao bằng nhau, không nghi ngờ gì về điều đó. Ra nên đóng cửa giảm này giao dịch với nó. Chạm vào đây như ngọn nến này ở ngay đây, giao dịch mở hàng tuần này giảm xuống khối lệnh này. Tại sao khối đơn hàng này? Tại sao không giao dịch ở đây? Bởi vì đã làm tổ chức đó rồi. Luồng đơn hàng được khởi động lại để hiển thị cho bạn. Các chữ ký đã có sẵn, nhưng khối lệnh này đã được viết hoa tăng lên. Chờ nến đóng cửa. Trước đây chúng ta có một cái. Hoặc thấp hơn mức rút thanh khoản ban đầu của chúng tôi đó là mặc dù mức cao bằng nhau một lần nghĩ nữa. về những gì đã được dạy cho bạn trong bản trình bày ban đầu của mẫu số 3. khi chúng ta có mức cao bằng nhau được chứ và chúng ta có một khoảng thời gian khi thị trường tăng giá như thể chúng ta có ở đây dữ liệu cũ nó cho thấy điều đó tất cả những điều đó đang diễn ra ở đây ngay tại đây tất cả đều tăng giá trong khoảng thời gian đó và tôi sẽ đặt những đường thẳng đứng lên chỉ vì mục đích hoàn thiện được vào cuối tháng 9. Và ngày cuối cùng của tháng 12 vậy. Tất cả khoảng thời gian này giữa những đường thẳng đứng màu xanh Đó là này. tất cả khi quảng cáo thực sự. Hợp đồng tương lai Canada thực sự giảm giá và đang tăng giá. Đô la đô la Canada được rồi, vì vậy tôi sẽ để những thứ này ở và đây. Và đây là khối đặt hàng hàng tuần, giá giao dịch giảm trên ngọn đến này ở đây vào ngày 2 tháng 12 đó là cây nến hàng tuần nên tuần của ngày 2 tháng 12. Đó là nơi chúng tôi đang tìm cách để nhận. có được một cuộc đua ở mức cao tương đương một lần nữa. Tiền đề là đó là giao dịch swing. Chúng tôi thả xuống hàng ngày. Đây là lúc mở cửa chúng ta giao dịch xuống nhìn vào ngọn nến ở đây. Đây là ngày 3 tháng 12. Ngày 3 tháng 12 chúng tôi giao dịch vào khối lệnh. Ai có thể là người mua ở đây, với kỳ vọng về mức cao bằng nhau khi tăng giá. Mức thấp nhất ở đây là 131. 60 sẽ gọi là 131.59 là thấp, nhưng 131.60 là cấp 10 thực tế. Sức hút về thanh khoản là 33.84 vì chúng có mức cao bằng nhau thì chúng ta biết điều này có thể sẽ vượt lên trên điều Vậy đó. Điều đó phải có không? nghĩa là gì? 13385 là một sự rút ra về thanh khoản nên giữa 13385. Và 13160 chúng ta có hơn 100 pip phải không? Một số. Chúng tôi có sẵn hơn 200 pip cho thiết lập này. Vì vậy với tư cách là một nhà giao dịch swing, của điểm ở dừng đây. của bạn ở đâu? Phải ở dưới mức thấp này ngay tại đây được chứ? Thấp nhất là bao nhiêu? 1 giờ 31 giờ 26. Vì vậy điểm dừng của chúng tôi phải ở dưới khoảng 10 pip 1 giờ 30 phút 1 giờ. 25 hoặc 1 giờ 30 phút 1 15. Đó sẽ là ở đây, điểm dừng của bạn. Mục tiêu của bạn là ở trên đây. Vậy phải mất bao nhiêu ngày để đến đó? À, bạn sẽ mua vào ngày này, khi nó lao ra khỏi khối đặt hàng. Giá bao nhiêu? Bất cứ điều gì dưới mức thấp bằng nhau này, bạn sẽ thấy điều đó. Những mức thấp bằng nhau hãy nhìn những gì anh ấy đang nghỉ ngơi bên dưới nó đó. Nó cũng gắn thẻ khối đơn hàng giao dịch trong khối lệnh ở đây. Mua nó đi lâu rồi dừng lại ở đây. Bạn có cần phải ở trong biểu đồ trong ngày để làm điều đó không? Không vì bạn có thể thấy mức thấp bằng nhau ở đây. Bạn có thể thấy mức thấp này phải ở đây. dưới đó được chứ? Vậy đây là điểm dừng của bạn. Bạn có thể thấy những điều này trên biểu đồ hàng bạn ngày. Bạn có cần chuyển sang khung thời gian thấp hơn không, không. không? Nó giúp nó giúp làm điều đó nhưng bạn không cần phải làm vậy. Vì vậy mô hình này dành cho những người có điều đó. Bạn biết đấy, đó là người lao động. Mô hình anh hùng của tầng lớp lao động nơi bạn có việc làm. Bạn có doanh nghiệp bạn. Có. Những điều ngăn cản bạn trở thành một người nghiện trong ngày. Vì thế nếu bạn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch sử dụng các khái niệm đan xen nó sẽ giảm điểm dừng này xuống một cái gì đó nhỏ hơn nhưng chúng tôi sẽ không dạy điều đó tôi ở muốn đấy. bạn tập trung vào cấp độ quan điểm này được chứ chỉ cần biết rằng bạn có thể sử dụng tất cả thời gian lột ra ngày. đầu và mô hình giao dịch trong ngày để bổ sung cho lĩnh vực này tại đây để giảm thiểu rủi ro tổng thể và không có điểm dừng rộng như vậy và bạn có thể tận dụng nhiều hơn nhưng không mở lòng đó nhận rủi ro lớn hơn nhưng chúng tôi có sẵn hơn 200 pip. Và nó đã được cung cấp trong khoảng thời gian 3 ngày. Vì vậy phong trào này ở đây. Đây là một giao dịch swing cổ điển. Không mất nhiều thời gian để đến đó, hơn vài trăm pip. Nhưng minh họa rất đẹp, sử dụng mọi thứ đã được dạy cho bạn trong mô hình hành động giá, bản trình bày gốc số 3. Nếu chúng ta nhìn vào, Biểu đồ 4 giờ là điều bạn có thể làm. Vì nó vẫn thân thiện, nó không cho phép có nhiều thời gian. Tràn qua biểu đồ. Không mất nhiều thời gian đối với người có việc làm hoặc một doanh nghiệp chỉ cần nhanh chóng mở biểu đồ và xem chúng ta đang ở đâu trên biểu đồ 4 giờ. Và sau đó ở đây khi giá đang giảm xuống. Chúng tôi biết có lệnh đi bộ ở nó đây. Nó giao dịch với điều đó và nó lại làm điều đó ở đây. Sau đó giá bắt đầu tăng đi. Những ngọn nến đóng lại ở đây, bất cứ nơi nào trong phạm vi này, bạn có thể là người mua và điểm dừng của bạn vẫn ở dưới này. Mọi thứ vẫn như cũ, các mục gần nhau của họ, bạn đã học được điều đó trong chương trình hướng dẫn nên bạn có thể thấy cái này mở ở đây. Khi nó được giao dịch xuống một lần nữa được rồi, bạn có thể cảm thấy tự tin rằng điều này sẽ kết thúc. Tất cả những gì điều này đang làm là thu hẹp khoảng cách giá trị hợp lý. Khoảng cách là bao nhiêu? chúng ta có ngọn nến này ở đây kéo dài theo thời gian giá chỉ tăng lên thông qua nó với việc giao hàng hai bên mở trên cây nến này và sau đó giao dịch xuống vì vậy nó đang phản hồi lại việc phân phối phía trên này về giá cả giao hàng tận nơi tạo ra sự mất cân bằng bên tế bào cây nến này ở đây mở giao dịch xuống cân bằng lại phía tế bào và sau đó thực hiện điều đó giá sau đó được phép di chuyển ra bên ngoài cái gì đang tấn công cấp độ này ở đây, mục tiêu 33.85 đó, và hãy xem giá tăng nhanh thế nào. Bởi vì nó đang tìm kiếm tính thanh khoản đó trong 4 giờ đồng hồ. 4 giờ nữa chúng ta có số nến ngang nhau ở đây nhé. Đó là nhóm thanh khoản đó là nhóm thanh khoản. Bất cứ điều gì trên mức cao bằng hoặc nhau hoặc dưới mức thấp bằng nhau là nhóm thanh khoản. Khi chúng ta biết chúng rõ ràng và hiển nhiên đó chính là ý nghĩa của nhóm thanh khoản đối với tôi. Nó sẽ không truy cập vào một và trang xem đấy. nơi được cho là chúng đã ngừng phát triển. Tôi không có chút niềm tin Họ nào. Họ sẽ không nhìn đó. thấy những đơn đặt bởi hàng vì đó. các đơn đặt hàng có thể được kéo vào. Đơn đặt hàng bị xóa khỏi thị trường. Khi bạn nhìn thấy mức cao cũ mức thấp cũ được không? Đó là nơi thanh khoản sẽ nghỉ ngơi. Rõ ràng là nó đơn giản cổ điển. Bạn biết điểm dừng ở đâu dựa trên biểu đồ được rồi. Và đó là thứ tôi giao dịch. Tôi giao dịch bên ngoài biểu đồ. Tôi đang nhìn những thứ bên ngoài những ngọn nến này. Phía trên nó và tôi đang tìm kiếm những thứ bên dưới. Những ngọn nến ở đây nằm ngoài biểu đồ. Không có gì ở dưới này. Nhưng tôi biết nó có tính thanh khoản. Bạn biết có tính thanh khoản trên biểu đồ. Không ai nghĩ về khu vực này ở đây. Hoặc khai triển 10, 20 và 30 hoặc 50 và 15 pip ở trên được. Đó là cách chúng tôi tiếp thu bởi vì chúng tôi nhìn vào dòng lệnh của tổ chức và ghép nối các đơn đặt hàng. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì. Như chúng tôi đã học khi lần đầu tiên tham gia thị trường, với tư cách là nhà giao dịch bán lẻ, hình nến này là gì? Nó có phải là một vị tổng chấn, có phải là một người treo cổ, có phải đám mây đen đang che phủ? Thật vô lý đó là lý do tại sao không có thứ nào hiệu quả. Vì vậy khi chúng ta thay đổi quan điểm của mình, trong mô hình hiệu quả của thị trường, mô hình được thu thập và hiện được sử dụng trong phân tích của chúng tôi, Chúng tôi không nhìn thị trường như một nhà kinh doanh bán lẻ, chúng tôi xem xét như một nhà giao dịch tổ chức, bởi vì với tư cách là một nhà giao chúng dịch, chúng ta tổ phải chức. biết tính thanh khoản của bên đối tác ở đâu. Bây giờ điều tôi vừa nói hoàn toàn là nền tảng tạo nên tôi ICT. Quan điểm của tôi về giá cả hoàn toàn trái ngược với những gì bạn được dạy. Và những gì mọi người khác đang làm trong phạm vi bán lẻ đó là lý do tại sao tỷ lệ đình công của tôi đó cao. là lý do tại sao độ chính xác của tôi cao bởi vì tôi không làm những gì mọi người khác đang làm tôi không suy nghĩ như những gì người khác đang nghĩ và tôi cũng không dạy bạn làm điều đó tôi đang bảo bạn cách suy nghĩ như một kẻ săn mồi chúng tôi đang tìm kiếm tâm lý bầy đàn được rồi tâm lý bầy đàn sẽ bị tấn công không phải lúc nào đôi khi cũng... đàn sẽ được phép di chuyển Giống như ở đây nó đang tiến triển tốt, nó đang di chuyển lên bởi vì nó là nó. Lẽ ra bây giờ phải thế, nó được phép di chuyển theo hướng đó. Nhưng một khi nó đến đây thì được thôi. Một khi nó vượt quá mức đó thì suy nghĩ của chúng ta sẽ nói ổn, bây giờ tôi sẽ đi tìm con bò bị bệnh. Tôi muốn nhìn thấy cái bệnh đó liệu con thú có ổn không. Hoặc con nai ốm yếu hoặc con nai đang bối rối và không biết nó phải làm gì. Anh ấy nghĩ ổn thôi. Đám đông đã đến đây đàn gia súc đang bay cao hơn. Nó vẫn muốn tiến xa hơn nữa. Không, chúng tôi tấn công rằng chúng tôi bán rút ngắn ở đây được rồi. Hoặc chúng tôi bán vị thế mua của mình. Điều đó đã được thu thập ở đây tại sao? Bởi vì đối tác ở trên những độ cao này và trên mức 33-85 này nhé. Vì vậy một khi điều này xảy ra. Chúng tôi kỳ vọng chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ chuyển hướng. Chúng ta thấy điều đó xảy nó ra nó đang ở đây. làm gì vậy chúng ta có sự cân bằng bên cạnh, bên cạnh và cân bằng sự kém hiệu quả của trang web di động, giá giảm xuống và cân bằng lại ở đây. Nó đang làm gì vậy? Nó mang lại cơ hội để xây dựng nhiều tình cảm hơn. Thật thú vị khi chúng ta có một khoảng cách giá trị hợp lý ở Không đây. Không phải là một cái Nhưng lương. nó vẫn đi xuống và cân bằng lại. Sau đó nó làm gì? Phải quay lại và cân bằng lại khu vực này ở đây giữa ngọn nến này và ngọn nến này. Đó là sự mất cân bằng bên tế bào CP về mặt hiệu quả. Được cân bằng lại ở đây, sau đó nó tạo ra những mức cao bằng nhau ở đây. Tất cả những điều này tạo ra một nhóm thanh khoản khác phải không? Hoặc mức cao bằng nhau. Mọi thứ mà chúng ta vừa tiết lộ và nói đến. Trong mô hình này ở đây nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, Điều tương tự cũng áp dụng cho khu vực này và tôi chỉ đang ném đồ vào đó bởi vì nó quá tốt để không nói về. Nhưng chúng tôi có một sự bận rộn ở đây bên cạnh và bên cạnh tế bào bị ràng buộc và khối thứ tự hiệu quả. Điều này tạo nên khối lệnh này, nên đóng cửa này có xác suất cao. Tại sao chúng ta có mức cao bằng nhau và sau đó giữa mức cao này và mức cao này chúng ta có mức cao tương đối bằng nhau? Đây là thanh khoản đang nghỉ ngơi và đang tăng lên ở đây bởi vì họ sẽ theo đuổi sự di chuyển mạnh mẽ này. Suy nghĩ bán lẻ nào ồ, đây là mẫu ổ đĩa 123 ha ha không? họ sẽ thấy sự phân kỳ động lượng. Ở tất cả những đỉnh cao này, nó không tạo ra tính thanh khoản. Họ sẽ theo đuổi điều này với tư cách là top 1, 2, 3 được chứ. Tất cả các loại mô hình hài hòa sẽ hét lên. Nói xin chào, đây là thời điểm ngắn khi giá giảm. Họ sẽ cảm thấy được khen thưởng, họ có thể sẽ đuổi theo và mua ừm. Tôi xin lỗi, hãy bán thêm đi. Xây dựng một nhóm thanh khoản lớn hơn ở đây. Khối rối loạn khi nó giao dịch ở đó, người mua của bạn trục ở trên đây. Đó là tính thanh khoản của chúng tôi, nó là sau đó chúng đó, tôi bắt đó. đầu thực hiện khai triển của 10 20 và 30 pip trên mức cao nhất này. Mức cao nhất sẽ là 134 43 nên chúng ta có thể đặt 134. 73 có lẽ sẽ lên tới 75 đấy. 34 75 và nó sẽ giống như thế. Nó đủ gần và nó chạm vào đây và quét sạch nó. Và sau đó chúng tôi nhận được sự từ chối đó và đi Nó đang xuống. làm gì ở đó vậy? Nó đang quay trở lại lớp đầy sự mất cân bằng bận rộn này bên ngoài. Và hiệu quả giao dịch giảm xuống. Lại chạm vào khối đơn hàng tại sao? Tại sao đó lại là khối bởi vì đơn chúng hàng. ta có sự mất cân bằng, chúng tôi có tổ chức dòng lệnh kêu gọi giá cao hơn. Và tại sao giá này ở đây 134.75 nhớ nhé? Hãy nhớ rằng chúng ta đã có khung thời gian giải hạn cao hơn. 1 giờ 33 phút 85 ở dưới này. Được thôi nếu chúng ta xem biểu đồ hàng tuần. Chúng ta đã nói về khu vực này ngay tại đây, bạn hãy phóng to lên. Chúng ta đã nói về khoảng trống này ngay tại đây, đây là sự mất cân bằng bên tế bào CP bởi hiệu quả bên. Nó sẽ muốn làm gì nó sẽ muốn điền vào đó. Vì vậy tôi chỉ cho bạn tất cả các cách chúng ta có thể sử dụng biểu đồ 4 giờ để đồng bộ hóa với biểu đồ đó, di chuyển giá lớn hơn, và nắm bắt tất cả hoạt động này ở đây bao nhiêu pip. Ngay tại đây, nó nói mức cao bằng nhau sẽ xảy ra vào khoảng 33 giờ. 85 được rồi. Sự hợp nhất xung quanh khu vực cao tương đương cũ ở đây. Chạy đi chạy lại rất đẹp. Trong suốt thời gian đó khi chương trình bảo hiểm rủi ro cho chiếc cũ, tôi đã cho bạn xem lại khu vực này ở đây có đồng đô la Canada tăng giá. Mở rộng đô la Canada lên phía trên. Khu vực này ngay tại Quay đây. Quay lại và nhìn vào biểu đồ nhé mọi người. Tôi đã nói về khu vực này ngay tại đây, và nó đã đi đúng hướng. Điền nó vào đây là lý do tại sao tôi nói điều đó. Dựa trên mọi thứ tôi đang cho bạn xem ở đây, đợi một chút Michael tại sao bạn không thực hiện giao dịch swing. Tôi đã nói với bạn rằng đó không phải là cách cá nhân tôi giao dịch nhưng tôi sử dụng phân tích đó và đó là cách tôi thực hiện phân tích hàng tuần với bạn bây giờ đang nhìn vào biểu đồ chúng tôi có cơ hội đưa tôi cái gì đó ngay bây giờ michael phải không đây là điều chúng ta sẽ làm chúng tôi đã đóng cửa nến để tiếp thị giao dịch với nó khối lệnh tăng giá chạm vào nó rồi tập hợp lại nhưng bây giờ hãy xem điều gì đang xảy ra hoặc đang những gì vô. còn lại ở đây những gì ở đây là mức cao bằng nhau trên biểu đồ hàng tuần không phải điều tương tự ở đây sao cái này Vâng, hoàn toàn là như vậy. Nếu chúng ta thả đường ngang ở đây, trên ngọn nến này ở đây, chúng ta sẽ tìm kiếm 135, 61, 35. 65 trong khu vực đó cụ thể là nến thấp là 35. 63 được làm tròn thành 60. 35, 60 chúng ta bắt đầu và bây giờ chúng ta có thể xem biểu đồ hàng ngày mất thanh khoản mức cao bằng nhau chạy trên mức cao bằng nhau nó có thể mở rộng thành như chúng ta đã thấy ở đây được rồi tất cả chuyển động này ở đây bạn có thể thấy nó chạy vào khu vực này ở đây vì vậy một 35 60 đó là mục tiêu của tôi mình đang tìm đô la kết để làm việc đó nhé điều gì thay đổi nó Chúng ta mất mức thấp này ở đây. Được rồi, chúng ta có mức thấp bằng nhau, chúng tôi đã quét nó rồi, mọi thứ trông như thế này. Thứ muốn đi cao hơn và bây giờ bạn có thể giao dịch trên giấy tờ được. Bắt rồi. đầu tìm kiếm nến đóng cửa hàng ngày. Và giấy biểu đồ 4 giờ giao dịch chúng dưới dạng mua. Cho đến khi chúng ta vượt lên trên những mức cao và đến mức này, này là được rồi. Vì vậy hy vọng bạn thấy phần này sâu so sắc, hy vọng nó giúp bạn hiểu hơn về mô hình 3, một chút xíu nữa, nếu bất cứ điều gì mang lại cho bạn cái gì khác để để nghiên cứu và quay lại và nhìn vào và họ có điều gì đó để tiếp tục và tiếp tục thử nghiệm dựa trên những gì tôi vừa chia sẻ với bạn ở đây nói chuyện với bạn lần sau